em hướng dẫn anh nha. Cái mod này hiện tại là bấm nó chưa có vô nè, nó chỉ nhá cái đèn là cái này là hai cái bo đôi 220V thì nó có đèn nó chớp chớp thôi, là nó ý là nó có thấy được tín hiệu 4/3 thôi, còn những cái bo một kênh thì đêm ru à. Đó. Anh kia em học hai bo một kênh vô trước đúng không? Rồi bây giờ em sẽ học hai bo một kênh vô. Học bo một kênh thì mình nhấn dầm học từ thứ tự lên đi ha. Mình nhấn cái bo này, mình sẽ nhấn cái nút này hai lần. Mình nhìn cái đèn nha. 1 2 rồi sau đó mình bấm phím 1. Rồi nó ngưng đèn, mình bấm phím 1 cái nữa. Giờ chúng ta sẽ có là on off có một phím. Mình thử các phím cắt thử coi. Rồi nó ru cũng có gì hết, là nó đang có chỉ có một cái đèn này thôi. Glare nó nhảy nè, chứ còn mấy cái kia thì kệ nó, mình qua tới con này. Nhấn hai cái. Chờ nó sáng, mình nhấn phím 2. Rồi sau đó nhấn phím 2 cái nữa. Rồi như vậy là chúng ta đã có hai cái này. Lưu ý là cái bo một kênh á là cái đường ra chỗ này nè, nó sẽ ra là điện 220V. Còn ở bên đây á là nó ra dạng tiếp điểm. Bây giờ để em học vô hết rồi bắt đầu em sẽ đo tiếp điểm cho anh coi. Rồi. Bây giờ tới bo này cũng vậy, mình cũng nhấn hai lần ha. Nhấn hai lần nhìn cái đèn đây nè. 1 2. Rồi sau đó mình nhấn nút số 3. Nó chớp chớp mình buông ra. Rồi nó đang tắt đó, mình nhấn nút số 4 cái nữa. Nó giống nhau thôi, không có gì hết, mình kiểm tra lại. Rồi mọi thứ ok, giờ tới 5 6 nè. Mình cũng giống vậy thôi, nhấn hai lần. Rồi nó chờ nó tắt đèn, mình nhấn số 5. Rồi chờ nó tắt đèn, mình nhấn số 6. Rồi vậy xong ha. Rồi còn hai phím, còn hai phím còn lại 7 8 là anh về anh học mấy em. Bây giờ mình sẽ đo. Em sẽ lấy một cái đồng hồ để đo. Để em phóng cái màn hình. Đó, anh nhìn thấy cái kim chỗ này nha. Bây giờ cái này là nó ra điện 220V. Thì mình sẽ phải bật khoan thang đo 220V DC, ô AC. Rồi bây giờ mình mới đo. Hai cái chân hai bên. Hiện tại là nó đang có điện. Lên kim nè. Cái này là nút gì, nút B nè, nãy mình cài, nãy mình cài nút này nút số 2. Bấm cái tắt nè. Bấm cái mở ha. Lưu ý là nó ra điện luôn nha. Còn tới chân đây. Và chân số 1. Nè. Còn bấm nút số 2 bên đây thì không ăn nhầm gì hết, mấy nút khác cũng không ăn nhầm gì hết, là của mấy cái bo khác, thấy không? Rồi. Giờ còn lại hai cái bo mà hai kênh á là nó tiếp điểm thì mình đo ôm. Là chân 56 và chân 23 nha. Cái này nãy mình cái này 1 2 nè, cái này là 3 4. À, lên nè. Bấm cái nó tắt nè. Bấm cái nó nè. Tắt nè. Lên nè. Tắt nè. Ha. Lên xuống ha. Rồi. Và tới bên đây. Rồi số 4. Ha, còn bấm mấy phím khác là bấm phím này đâu có tác dụng gì đâu. Đó là nó vẫn điều khiển mấy cái kia. Chỉ có số này nó mới tác dụng của cái nút này thôi. Còn tới chân này. Chân 5. Rồi. Đó. Rồi tới chân 6. Mình cầm một tay nó bị chẹo. Rồi, vậy ha. Rồi. Cái bên đây nó chớp đèn này cậy nó, lúc như lúc đầu nãy mình nói đó, sóng nó trùng tần số đi qua nó báo hiệu rồi. Đèn báo sóng thôi. Còn 78 là nhấn không có gì hết. 78 này về anh tự học vô sau. Rồi đây là cái cách học học lệnh ha, rồi mod 8 nút. Tần số 4/3.